quý vị và các bạn, những ngày thi xong, Lũy mới có dịp thuận tiện ghé thăm nhà chị Thục. Từ lúc vợ chồng chị di chuyển về thị trấn đã hơn 3 năm, bé Hạnh cũng vừa đúng sinh nhật thứ 12. Bé Hiền mới tập đi và chưa biết nói, Lũy mới có thời gian thuận tiện ghé thăm. Chị Thục cẩn thận ghi chú trong mảnh giấy kèm theo thư vị trí của căn nhà, những con đường Lũy phải đi qua. Nhưng có một con đường đã bị mất bảng ghi, Lũy đành phải nhờ đến sự chỉ dẫn của hai nữ sinh trường Huyền Trân Công Chúa là Cúc Huyền và Tiểu My. Nhà chị Thục Anh Đồng ở bên hồ trên con đường dẫn ra biển. Lũy ngạc nhiên thích thú khi thấy thị trấn mang một bộ mặt hiền hòa bình tĩnh với những bóng cây buông tán che ánh nắng cuối chiều. Hình ảnh những nữ sinh trường Huyền Trân sau giờ tan học càng làm Lũy thấy thị trấn này êm đềm, dễ thương. Ba mẹ mất chỉ còn hai chị em, chị Thục chọn cuộc sống theo chồng tới những nơi chồng chị làm việc. Lũy học ở Sài Gòn, căn nhà dưới tỉnh nhỏ giao cho một người giúp việc coi sóc. Lũy vẫn tâm niệm, cho dù ở một nơi nào đó xa xôi, nhưng mãi có nhau ấy chính là nguồn hạnh phúc nhất. Căn nhà như một cái cớ để hai chị em còn gần gũi với nhau để nhớ về người thân yêu đã mất. Bữa cơm tối là khoảng thời gian hai chị em ôn lại những kỷ niệm một thời thơ ấu vàng son nơi căn nhà cũ. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Huyền Xưa của tác giả Từ Kế Tường. Bữa cơm dọn dưới ánh đèn, trong bàn chỉ có chị Thục, bé Hạnh và Lũy, người giúp việc đang dỗ Hiền trong chiếc nôi với những câu hát nhỏ. Lũy ngồi chiếc ghế của anh Đồng, chị Thục bới cơm vào chén cho mỗi người, chị cười. Lâu quá mới ngồi ăn cơm chung với Lũy, nhớ ngày xưa không? Có những cái nhớ mãi, nhưng cũng có những cái quên rồi, chị. Nhưng cái này thì chị nghĩ chắc Lũy không quên đâu. Ngày xưa bao giờ lên mâm cơm, chị em cũng cãi lộn nhau, vì Lũy cầm đũa tay mặt, còn chị cầm đũa tay trái. Ngồi kế nhau không được, hai đôi đũa cứ chạm vào nhau. Mẹ nói đó là điểm xung khắc giữa hai chị em sau này. Lũy cười, không phải là điểm xung khắc, mà là điểm báo trước, hai chị em không ở gần được với nhau. Đúng đấy, chị Thục vừa ăn vừa nói chuyện, những năm theo anh Đồng đi hết nơi này đến nơi nọ. Những kỷ niệm ngày xưa, lúc chị còn là một nữ sinh của trường trung học. Màu áo tím đã như sợi khói mùa thu lá bay vào mắt anh Đồng. Lũy ngày xưa không thích anh Đồng lắm, nhưng ở nhà thì hình như bằng lòng anh, vì anh Đồng hiền, vui tánh, lại có vẻ cần cù, biết lo cho tương lai. Chị Thục ngày xưa chắc cũng không ưng anh Đồng lắm, nhưng tánh chị từ nhỏ vẫn thụ động và nể trọng gia đình, không có quyết định và một chút cách mạng trong đầu óc. Ngày anh Đồng đi hỏi cưới, chị bằng lòng ngay, theo gia đình, bỏ lại sau lưng những chàng lang thang bạn bè của chị. Trong số đó có một thanh niên học văn khoa, nhà dưới quê lên Sài Gòn trọ học. Buổi chiều, hay tin chị Thục sắp về nhà chồng, anh kêu Lũy tới nhà chơi. Hai người uống hết mấy chai bia trong cơn mưa với mấy chục con mực nướng. Cơn say làm kẻ thất tình thèm hát, thèm trách móc người yêu phụ bạc. Anh ôm đàn, hát cho Lũy nghe bài, tóc mai sợi vắn sợi dài. Tiếng hát của anh nghe nghẹn ngào lắm. Từ đó ta thành đôi tình nhân, từ đó ta cùng vui tình xuân. Yêu nhau theo thời gian, xa nhau theo mộng tàn. Từ đó em làm dâu người ta, từ đó anh thành anh nghệ sĩ, và anh Hoán đã thành anh nghệ sĩ thật. Những ngày sau đó anh thôi học để viết văn, làm báo, làm thơ. Những bài thơ sướt mướt nói về một cuộc tình đã lỡ. Lũy cười hỏi, và chị chắc cũng phải nhớ tới một chuyện cũ ngày xưa. Chuyện gì ấy nhỉ? Chuyện anh Hoán, cái anh chàng lừng khừng đầu tóc rối, học văn khoa ấy. Anh ta làm Lũy thuộc lòng luôn cái bài tóc mai sợi vắn sợi dài, đến bây giờ cũng không quên. Chị Thục thoáng hồng đôi má, chị chớp mắt thật là xa xôi. À, anh Hoán, chị còn nhớ chứ? Từ đó em làm dâu người ta thì anh đã thành anh nghệ sĩ thật rồi đấy. Bây giờ anh đã là một nhà thơ nổi tiếng. Không chừng mai mốt bé Hạnh con chị phải học nữa là. Thật chứ Lũy? Thật chứ, dối chị làm gì? Buồn nhỉ. Trong vali có mấy tác phẩm của anh chàng si tình ngày xưa ấy, chút nữa chị lấy mà đọc. Cam đoan
sẽ đầy dẫy nước mắt và éo le vô cùng. Chị Thục cười. Ngày xưa chị cũng buồn cười, lấy chồng như một cái máy, không có đắn đo suy nghĩ gì cả. Anh Hoán vẫn thường gặp Lũy luôn chứ? Vẫn thường gặp và đi chơi với nhau. Anh làm việc ở một tòa báo, căn nhà trọ ngày xưa vẫn còn, con ngõ vào vẫn thế, vẫn mưa phùn gió rét và lầy lội quanh năm. Thật chứ Lũy? Thật chứ, dối chị làm gì. Anh ấy vẫn còn nghèo à? Không nghèo như ngày xưa, nhưng anh thích như vậy. Lũy nói như chuyện tiểu thuyết vậy. Cõi đời này nó vẫn có những chuyện như thế đấy chị ạ. Chỉ có những cô gái đi lấy chồng mới tưởng mình sống hoàn toàn trong thực tế mà thôi. Và đời sống đã hết những chồi non mơ mộng rồi. Thôi, ăn cơm đi Lũy. Đôi mắt của chị Thục thật buồn sau câu nói. Lũy biết chị đang xúc động. Và khi xúc động, chị thường đuổi khéo Lũy như thế. Bữa cơm đầu tiên trong căn nhà chị Thục, bóng đèn xanh dịu mát ở phía trên và những người ngồi xung quanh những chiếc ghế phía dưới, cho Lũy một không khí đầm ấm của gia đình mà hình như Lũy đã quên từ lâu. Với Lũy, trước đó chỉ có những bữa cơm vội vàng một mình. Bữa cơm như vậy không là nơi kéo lại những mất mát hụt hẫng trong một ngày mà là một thủ tục cần thiết và nhàm chán cho đời sống. Chị Thục bỗng gắp thức ăn bỏ vào chén Lũy, chị nói. Cố mà ăn cho nhiều, cậu gầy đét như cây tăm ấy. Lũy chưa kịp xúc động vì cử chỉ săn sóc của chị Thục, Hạnh đã hít mũi nói. Rồi chẳng mấy chốc, cậu làm đại diện cho hãng tăm Việt Nam, tha hồ cho mình xỉa răng hả mẹ? Chị Thục cười khúc khích, Lũy cốc vào đầu Hạnh một cái, làm cho nó rút người lại. Con Hạnh chắc xạo nhiều quá, nên cái môi mỏng như miếng mứt dừa, và tham ăn quá trời nên có những hai chiếc răng khểnh phải không? Hạnh tròn miệng kêu ý một tiếng dài thòng. Lũy bỗng nhớ tới câu nói của Hạnh buổi chiều lúc đứng trên thềm nên hỏi, Hạnh có nhiều người quen ở đây không? Hạnh lắc đầu không hiểu. Người quen là thế nào vậy cậu? Người quen là gặp nhau thường và nói chuyện như cậu nói chuyện với Hạnh ấy. Thiếu gì, mấy đứa bạn cùng học với Hạnh đó, tụi nó nhiều chuyện lắm cậu ơi. Lũy cười, biết rồi, nhưng cậu đâu có hỏi những đứa bạn tí teo của cháu. Chứ cậu muốn hỏi ai? Biết cháu quen với ai mà hỏi. Ơ, cậu Lũy kỳ, cháu không hiểu gì hết. Chị Thục bới thêm một chén cơm cho Lũy và nói. Chị biết rồi, cậu Lũy muốn hỏi tới người đi bỏ dùng bức thư chị gửi vào cho cậu đấy chứ gì. Lũy gật đầu, lúc nãy nghe Hạnh nói tên, nhớ quen quen. Cậu xạo thấy mồ, mới lên đây lần đầu mà nói quen. Thì cháu cứ nói đại một lần nữa, xem cậu có quen hay không thì biết ngay à. Dì Cúc Huyền, đó, cậu có quen không? Lũy cười. Có phải người đó học ở trường Huyền Trân Công Chúa, nhà ở bên bờ hồ không? Hạnh tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Ủa, cậu cũng quen với dì Cúc Huyền nữa hả? Quen chứ sao? Hồi nào? Lâu rồi, quen trước khi Hạnh quen nữa kìa. Hạnh cười hít mũi. Cậu là chúa ba xạo. Chị Thục nói. Ở đây cũng lâu rồi, nhưng chị chẳng có quen với ai cả. Chỉ quen mỗi một mình có Cúc Huyền ấy mà thôi. Cô ấy vẫn thường sang đây chơi vào lúc rảnh. Chắc là người mà cậu gặp lúc chiều và hỏi thăm đường đấy chứ gì. Lũy gật đầu. Hạnh đã nhao nhao lên. Ấy, cậu Lũy xạo ghê chưa? Mới gặp người ta lúc chiều để hỏi thăm đường mà dám nói là quen lâu ghê lắm. Mai mốt dì Quốc Huyền sang đây chơi, cháu mách lại cho mà xem. Mai mốt cậu về tiêu mất rồi, đâu có ngán. Nhưng sinh nhật của cháu xong cậu mới về chứ. Mà sinh nhật của cháu thế nào, dì Quốc Huyền cũng tới. Cậu sợ chưa? Không sợ. Hạnh cong môi dọa. Ngoài miệng cậu nói vậy, chứ trong bụng run thấy mồ, cháu biết hết. Chị Thục lườm Hạnh. Thôi, ăn cơm đi con, ở đó mà xí xọn. Hạnh rụt cổ. Lũy giòm cười. Hạnh lén lấy chân đá vào chân Lũy một cái dưới gầm bàn. Bữa cơm đầu tiên nhà chị Thục thật ngon. Ăn xong, Lũy mang chiếc ghế xích đu của anh Đồng ra ngoài thềm nằm nhìn trăng. Đống lá người giúp việc đốt lúc nãy bây giờ còn lại tro than. Cứ có cơn gió đưa tới tro than lại bay lên. Con đường đã hoàn toàn vắng xe cộ qua lại. Chỉ thỉnh thoảng có một vài người đi bộ qua với tiếng nói chuyện rầm rì. Dãy nhà bên kia bờ hồ, ánh đèn từ trong đưa ra trên một căn gác nào đó
làm rực sáng mặt nước hồ. Lũy thấy một vài người câu cá khuất dưới các bóng cây. Trăng êm đềm phía trên, cây lá trầm mặc phía dưới. Thành phố yên tĩnh nghỉ ngơi, và như vậy thời gian như ngưng lại ở chân thềm, nơi chỗ nằm của Lũy. Cậu Lũy, Hạnh lại hiện ra sau cửa sổ với bàn tay vẫy vẫy cho Lũy chú ý. Lũy quay lại hỏi, gì thế hồi nhỏ? Mẹ kêu cháu dắt cậu đi chơi. Lũy cười, cậu mà phải dắt nữa sao? Hạnh cười khúc khích, vì cậu chưa quen đường, chưa quen phố xá, cháu phải dắt chứ sao? Nhưng đi chơi làm gì? Cậu thích nằm ở nhà, nhìn qua bên kia bờ hồ, xem người ta câu cá. Cậu không biết, chứ ngoài phố vui lắm. Cậu đi một lần là mê luôn. Có quán kem này ha, quán chè này ha, rạp cine này ha. Lũy ngắt lời bằng cách đưa tay ra khoát khoát nói, thôi những thứ đó, dưới cậu thiếu gì? Hạnh phụng phịu, nhưng mẹ nói cậu buồn, phải dắt cậu đi chơi để làm quen với thành phố. Cháu cũng biết cậu đang buồn, có đúng thế không? Sao cháu biết? Vì cậu nằm một mình ngoài thềm, không nói gì. Lũy đứng lên cười nói, cháu xạo lắm, nhưng cậu cũng đi với cháu ra phố. Hạnh tụt khỏi cửa sổ đi thay quần áo. Lũy nghĩ tới những con đường buổi chiều đã đi qua, ngôi trường nữ trung học xinh xắn với bóng cây và những sợi điện kéo ngang dọc như những làn chỉ. Rồi những con chim ngơ ngác. Lũy thấy thêm một đôi mắt mở lớn như thành phố đang bắt đầu có những sao xuyến lạ kỳ. Chị Thục loay hoay với những cây đèn cầy cắm xung quanh chiếc bánh sinh nhật của Hạnh. Buổi sáng, gió biển thổi về lớn quá, làm những cây đèn cầy cứ tắt mãi. Lũy đi đóng bớt một cánh cửa sổ. Chị Thục đưa tay quệt mồ hôi rịn ra ở chân tóc, ở trán, nói, thôi chờ một tí, đợi anh Đồng về luôn thể. Hạnh lăng sang hỏi, có chắc ba về được không mẹ? Chắc chứ, chỉ vào sở cho con mặt một tí là được. Ba không về, con giận ba luôn. Chắc ba con đã rời sở rồi, ba đang chạy quanh phố để mua quà cho con đó. Hạnh cười, quà của cậu Lũy thì con biết rồi, một con chó chạy bằng pin. Của ba thì một tí nữa mới về. Còn gì Cúc Huyền, để con lén mở xem mẹ nhé. Chị Thục ngăn, không được, dì Cúc Huyền vào kia. Hạnh rụt tay lại trước gói quà bọc giấy thật đẹp, có cả cái nơ màu hồng tươi thắm bên trên. Cúc Huyền mang lọ hoa vào để trên bàn. Chỉ có một nhánh hoa hồng, nhưng Cúc Huyền cắm thật đẹp. Nhánh hoa cắt khéo léo, kẹp vào giữa một cái lá chuối nước, khoét một hình chôn ốc. Cúc Huyền đứng vẩy vẩy những ngón tay cho nước khô đi, hỏi chị Thục, được không chị? Huyền cắm hoa thì khỏi chê rồi, phải không Lũy? Lũy bối rối đáp, Huyền cắm hoa đẹp thật. Cúc Huyền cũng bối rối, vén những sợi tóc non che mắt, tìm chỗ cất con dao. Ngoài cửa có tiếng xe ngừng lại, Hạnh reo lên, ba về. Và Hạnh chạy xa, ôm một gói quà thật lớn vào. Anh Đồng đi ở phía sau. Chị Thục nói, nãy giờ cả nhà chờ, tưởng đâu anh về không được. Anh Đồng cười, về được chứ sao không, nhưng xong rồi phải đi ngay. Nào, Hạnh đốt nến lên đi chứ. Hạnh cuống quýt để gói quà lên bàn, rồi lấy diêm bật lửa lên, đi thắp những ngọn nến cắm vòng quanh mặt bàn. Cúc Huyền đứng phía sau lưng chị Thục, lúc nến được thắp hết lên, ánh nến soi vào mặt từng người, một màu hồng lung linh như những sợi nắng sớm. Anh Đồng chạy ra xe, mang cái máy ảnh vào, kéo tay Hạnh nói, bây giờ Hạnh đứng ở đầu bàn, hát bài mừng sinh nhật đi. Xong Cúc Huyền và chị Thục đứng bên cạnh Hạnh, phía trái, Lũy và anh đứng bên phải. Máy ảnh để ở đầu kia chụp tới. Mọi người đứng vào chỗ anh Đồng dặn xong. Anh đặt máy ảnh ở đầu bàn, rồi trở về đứng bên cạnh Lũy. Hạnh tròn miệng hát xong bài ca sinh nhật, rồi cầm con dao cắt vào ổ bánh. Vừa lúc, bóng đèn của máy ảnh sáng lên và tách một cái. Mọi người cùng cười, anh Đồng hô, Hạnh cắt bánh chia đều nhé. Không, con mở quà coi một chút nhé. Anh Đồng cốc lên đầu con một cái, cười, biết ngay mà. Rồi, cho con coi quà trước. Hạnh ngó Lũy cười, cậu Lũy cho con chó chạy bằng pin, miệng đúng ra phải ngậm chiếc giày, nhưng hồi hôm con lén lấy ra chơi nên chiếc giày rơi đâu mất rồi. Cái này khỏi mờ, cậu Lũy nhé. Anh Đồng phì cười lườm Hạnh,
đã mở thì phải mở hết. Tội con lén mở ra xem trước, đáng đánh đòn lắm đấy nhé. Hạnh tiêu nghỉu mở gói quà ra. Quả thật, Lũy thấy chiếc giày con chó ngậm trong miệng đã rơi đâu mất. Cúc Huyền cắn tay áo, ngó Lũy cười nửa miệng. Lũy ngượng ngượng, đâm ra ghét Hạnh. Bây giờ tới phiên gì Cúc Huyền? Vái trời, không phải là một gói kẹo. Cúc Huyền lật đật núp sau lưng chị Thục. Anh Đồng dòm Cúc Huyền và nói lớn, có phải là một gói kẹo không? Bây giờ Lũy có quyền ngó Cúc Huyền một cái cười trừ. Hạnh mở quà của Cúc Huyền ra reo lên. À, một con búp bê xinh ơi là xinh, không phải gói kẹo. Dì Cúc Huyền hay ghê. Hạnh ẵm luôn con búp bê ra, vuốt mớ tóc vàng óng ánh của nó. Chị Thục giục, còn quà của ba, mở ra đi chứ. Mê búp bê, quên quà của ba à? Hạnh đặt búp bê xuống bàn, ngó anh Đồng cười. Của ba thì khó đoán lắm. Làm sao mà đoán được? Quà của ba mua cho là nhất, đặc biệt hơn hết. Mở đi con. Hạnh từ từ mở gói giấy bóng. Ở trong lại có một chiếc hộp. Trong hộp không biết đựng gì đây, mà răng dịt cẩn thận. Mọi người đều theo dõi bàn tay của Hạnh, riêng anh Đồng cứ đứng yên mỉm cười. Chị Thục sốt ruột. Cái gì mà hồi hộp thế không biết? Đã bảo quà đặc biệt, hiếm có. Hạnh mở tung ra. Mọi người trố mắt, nhìn một bà phù thủy mặt mày hung ác đang cầm cây chổi phép nhịp lên nhịp xuống, cùng với tiếng trống gõ cách cách như một màn xiếc sơn đông. Anh Đồng giải thích. Xin giới thiệu, đó là một bà phù thủy. Bà này có nhiệm vụ gõ trống và nhịp chổi để đe dọa người nào ngủ quên, lười dạy học bài, siêng học. Cây chổi phép mỗi lần nhịp sẽ đánh rơi một chiếc kẹo. Làm biếng, cây chổi phép mỗi lần nhịp sẽ đánh rơi một quả bồ hòn. Đắng, chát, chát lắm mà người lười học phải ngậm. Vậy Hạnh sẽ chọn những viên kẹo hay những quả bồ hòn? Hạnh đáp ngay không do dự. Con chọn những viên kẹo. Vậy hãy hứa với bà phù thủy một lời, hứa đi. Hạnh tròn xoe mắt ngơ ngác. Làm sao hả ba? Hãy nói, Hạnh xin hứa sẽ là người siêng học để được những viên kẹo. Hạnh lặp lại lời anh Đồng vừa nói, khiến mọi người đều phì cười. Anh Đồng xoa tay nói. Xong rồi, bây giờ cắt bánh. Hạnh ngó chị Thục hỏi. Mẹ không có à? Chị Thục cười. Mẹ và ba chung đấy. Mẹ ăn gian rồi. Hạnh phụng phịu đưa con dao cắt xuống chiếc bánh sinh nhật, xong chia đều vào mỗi dĩa một miếng. Mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn bánh với những tách nước trà nóng bốc khói trước mặt. Anh Đồng ăn xong trước nhất, vội đứng lên, nói. Bây giờ phải vào lại sở. Tất cả ở nhà vui vẻ nhé. Hạnh đã có cậu Lũy rồi, tha hồ mà đòi đi cine. Ngày nay là ngày của con đó. Anh Đồng cười đi ra cửa. Tiếng xe anh rời xa khoảng sân để ra đường. Lũy ngồi đối diện với Cúc Huyền. Từ lúc anh Đồng đi, tự nhiên Cúc Huyền e ngại, không dám nhìn thẳng, cứ cúi xuống bàn, ăn những chiếc bánh nhỏ nhẹ như con thỏ đang dập những cọng cỏ non. Hạnh ăn vài miếng bánh, lại quay ra với con chó chạy bằng pin và con búp bê biết nhắm mắt mở mặt. Bà phù thủy coi bộ không hấp dẫn với Hạnh, nên bị bỏ quên nơi một góc bàn, bên cạnh những miếng giấy gói mở ra lúc nãy. Chị Thục pha trò. Cúc Huyền ngước mặt lên xem, sợ người ta tranh mất dĩa bánh của mình hay sao mà cứ cúi gằm xuống mà giữ thế. Cúc Huyền cười khúc khích, càng cúi sát hơn nữa. Lũy ăn xong phần bánh của mình, uống một ngụm nước trà, rồi móc thuốc ra hút. Tự nhiên, Lũy thấy những điếu thuốc lá trở nên xinh xắn, dễ thương hơn lúc nào hết. Và những sợi khói bay ra khỏi miệng cũng trở nên ngọt ngào hơn. Chị Thục nhắc, nói gì đi chứ Lũy. Hạnh nháy mắt, cậu Lũy mắc cỡ đấy mẹ ơi. Gì mà mắc cỡ? Mắc cỡ vì trước mặt có dì Cúc Huyền. Cậu Lũy xạo một cây, chỉ mới gặp dì Cúc Huyền có một hồi để hỏi thăm đường. Vậy mà, nói quen từ lâu lắm. Lũy thấy Cúc Huyền ngừng nhai bánh, thoáng một chút bối rối trên nét mặt nhưng không ngẩng lên. Lũy cốc đậu hành một cái rồi bỏ ra ngoài thềm. Trời xế trưa, bóng ngả vào chân thềm, những cây hoa dại biến sắc theo màu nắng nhạt. Trong những cành cây, các con chim đang truyền nhau những tiếng hót trong suốt. Tiếng Hạnh vang lên từ trong nhà. Cậu Lũy nhớ lời ba dặn đấy nhé, là phải dẫn cháu đi cine, đi ăn kem, đủ thứ hết. Vì ngày nay là ngày sinh nhật của cháu,
cậu đừng trốn đấy nhé. Lũy quay vào nói, cậu đâu có biết đường mà trốn. Hôm trước, cháu dẫn cậu đi đó. Cậu quên rồi. Cúc Huyền chắc đã được chị Thục nói qua cho nghe về sự liên hệ giữa Lũy và gia đình này, nên chả thấy Cúc Huyền ngạc nhiên chi hết. Trái lại, Lũy ngạc nhiên trước đôi mắt mở lớn ấy, nhất là sự im lặng kỳ diệu trước mọi người. Lũy đâm ra lúng túng khi phải ngồi đối diện với Cúc Huyền. Thật ra, Lũy không có việc gì phải nói, nhưng trước một người giữ im lặng, Lũy cũng thấy bứt rứt. Cúc Huyền đã uống gần hết tách nước trà. Chị Thục chạy đi khi nghe tiếng bé Hiền khóc ré. Tự nhiên có một sự xếp đặt nữa, cho Lũy phải đứng trước Cúc Huyền. Khi bé Hạnh ẵm con búp bê và ôm con chó chạy bằng bên ra ngoài thềm, Lũy đút hai tay vào túi quần, rồi lấy tay ra tìm bao diêm quẹt, quẹt hoài một cây diêm mà không bật lửa. Lũy bỗng nhớ tới con đường không có tên bảng hôm trước, làm cái cớ để hỏi Cúc Huyền một cách bâng quơ. Cái bảng tên rơi hôm trước trong cơn mưa đã gắn lên trụ điện chưa nhỉ? Cúc Huyền hơi nhích người trong ghế đáp, không biết người ta đã gắn lên chưa nữa. Lũy cười, hình như con đường ấy bây giờ cái bảng tên không cần thiết nữa. Sao thế? Vì người ta đã nhớ con đường ấy rồi. Cúc Huyền nhướng mắt, người ấy là ai ấy nhỉ? Là nhiều người, rất nhiều người trong thị trấn này. Ở đây tất cả đều biết tên con đường ấy. Thị trấn coi thế chứ không nhiều người đâu. Đi một buổi là quen mặt hết, chỉ trừ những người lạ mặt mới tới. Chắc mấy hôm ngớt mưa, người ta sẽ gắn trở lại. Lũy muốn nói rõ ra rằng con đường ấy không cần gắn bảng tên, vì Lũy đã nhớ in trong lòng một buổi chiều ngơ ngác nói câu chuyện đầu tiên với hai cô gái tỉnh lỵ. Đường Huyền Chân Công Chúa. Ôi, sao người ta lại khéo đặt tên đường đến thế? Tên một nàng công chúa ngày xưa đã tạo nên một huyền thoại về tình yêu. Sao không thể gọi con đường ấy là con đường đánh dấu cho một tình yêu nhỉ? Lũy đánh những nhịp chân trên đất, thật khó hiểu mà diễn tả cho hết những điều lẽ ra sẽ nói cho Cúc Huyền biết. Lâu lắm, Cúc Huyền mới ấp úng nói, sau khi thấy Lũy im lặng quá lâu. Hình như ông mới tới đây lần đầu tiên. Câu hỏi thật ngớ ngẩn và thừa thãi, bởi cách đây mấy hôm, nó đã chứng minh cho câu trả lời của Lũy rồi. Vẻ mặt ngơ ngác đến tức cười của một người còn trên vai, trên hai mũi giày, trên quần áo, trên mái tóc những vệt bụi đường đỏ quạch của thị trấn miền cao nguyên. Nhưng trong lúc này, câu hỏi ấy thật là cần thiết để đánh tan sự im lặng. Lũy trả lời ngay, nếu người ta ví sự mới bắt đầu như là đôi mắt ngơ ngác của một con chim, tôi đã đến thị trấn của Huyền như là một con chim có đôi mắt ngơ ngác đó. Cúc Huyền có vẻ cảm động khi Lũy trả lời như vậy, vì Lũy hình dung ra một con búp bê biết nhắm mắt, mở mắt trong tủ kính một cửa hàng sang trọng ở thành phố Lũy ở. Và Lũy cũng nhớ lại những buổi trưa, chán về nhà, Lũy đã lang thang trên phố, dòm chúi mũi vào những cửa hàng có tủ kính bày bán những con búp bê xinh xắn. Đôi mắt của Cúc Huyền là đôi mắt của một con búp bê đắt giá nhất bày trong tủ kính. Ông dự định ở chơi với gia đình chị Thục bao nhiêu lâu mới trở về? Tôi thường không có quyết định gì hết, nên chưa biết sớm hay vài ngày nữa, hay nhiều hơn, bởi thị trấn này đáng yêu vô cùng. Tôi thấy nó buồn và vắng vẻ quá. Ở thành phố của ông chắc là đông vui hơn. Người ta thường tìm chỗ đông vui và ở, như những bầy én thường về trong thành phố nhà cao. Ông là con chim, như đã nói lúc nãy, chắc ông cũng thích về thành phố hơn, phải không? Lũy hơi bàng hoàng trước câu nói của Cúc Huyền. Đúng hơn là, Lũy không ngờ người con gái luôn luôn im lặng trước mọi người lại có thể diễn tả và nhận xét rành rõi như một người luôn luôn quen thuộc với đám đông. Lũy cười, nhưng tôi lại là con chim khác đời, hay lạc vào những nơi yên tĩnh u buồn. Cúc Huyền mỉm cười, ngó những vụn nắng lọt vào khung cửa sổ, những vụn nắng phản chiếu vào mặt kính xanh lơ của cái hồ nuôi cá nhỏ để trên bàn của anh Đồng, thành vòng ánh sáng xoay tròn in vào một góc tường. Trong chiếc hồ nuôi mấy con cá vàng bụng bự bơi lội một cách mệt mỏi quanh mấy nhánh rong lờ đờ. Hôm nay Cúc Huyền được rảnh cả ngày hả? Chút phải về, chắc là về học bài. Không, về nấu cơm. Lũy cười, chắc Cúc Huyền nấu cơm tài lắm. Cúc Huyền đỏ mặt cười. Trái lại là đằng khác, ở nhà cứ bị mắng hoài về tội nấu cơm ba tầng. Cơm ba tầng ăn cũng ngon ra phết. Thường tôi chỉ gặm bánh mì. Cơm ba tầng so với bánh mì
còn ngon gấp triệu lần. Cúc Huyền cười, Lũy cũng không ngờ mình có thể nói một cách lưu loát như thế. Cái gì xấu của Cúc Huyền, dần dần rồi cũng trở thành tốt đẹp hết. Lũy cười thầm, hôm nay chàng ga lăng quá cỡ. Nhưng từ lúc làm cho Cúc Huyền chịu mở miệng và tạo nơi gương mặt ấy một nụ cười, coi như Lũy đã thành công, ít nhất là trong việc nói chuyện với một cô gái. Lũy thầm cảm ơn chị Thục, cảm ơn thị trấn này, cảm ơn buổi sinh nhật của Hạnh, cảm ơn một buổi chiều nắng vàng óng ả vào những con đường Lũy mới đặt chân đầu tiên, cảm ơn một cơn mưa rào nào đó đã đánh rơi dùm tấm bảng chỉ tên đường. Lũy thấy mạnh bạo hơn, đề nghị với Huyền một buổi trốn nấu cơm. Hôm nay có thể Huyền không trổ tài nấu cơm ba tầng được không? Huyền chớp mắt, là sao ạ? Nghĩa là không về nhà nấu cơm buổi trưa. Cúc Huyền rút vai, cong môi thật dài. Ý, không được đâu. Bộ tưởng dễ lắm hả? Chưa về không có cơm ăn, nội cạo đầu bằng búa. Lũy ngạc nhiên cười, ông nội làm gì có búa? Ông nội đi đốn cây trong rừng, cánh rừng ven biển ấy, ngày nào ông nội cũng đi. Ông nội Cúc Huyền giữ lắm hả? Không có giữ, nhưng nếu chưa về không có cơm thì nguy hiểm lắm. Nhưng có một việc nguy hiểm hơn nữa là Hạnh bắt tôi dẫn đi phố, mà tôi lại không biết đường. Hạnh biết đường. Tôi không thích để cho trẻ con dẫn đường, đi như thế người ta ngó. Nhưng không có rảnh, sợ ông nội cạo đầu bằng búa lắm. Ông hăm như thế chứ không dám cạo đâu. Cây trong rừng ông còn dám đốn thì đầu người ta ông cũng dám cạo lắm chứ. Hơn nữa, hôm trước đi chơi với nhỏ Mi ngoài bãi biển cả ngày quên nấu cơm, ông nội hăm rồi. Thử một lần xem ông dám không. Thôi, không dám đâu. Xúi người ta như thế, khi bị đòn có bênh vực được không? Cúc Huyền có dám cho tôi đến nhà không? Để làm gì? Để bênh vực khi ông nội đánh. Cúc Huyền rụt cổ. Không dám đâu, như thế ông nội sẽ đánh thêm chết mất. Như thế làm sao tôi bênh vực Cúc Huyền được? Bộ như thế là ông nội nghe theo hả? Lũy cười, tôi năn nỉ hay lắm. Nói vài câu ông nội sẽ tha ngay. Cúc Huyền ngồi im nhìn ra cửa, cười bâng quơ. Lũy lại nhìn vào cái hồ cá nhỏ. Những sợi nắng bên ngoài nhảy múa, truyền hơi nóng tới chỗ ngồi. Lũy nhìn hai bàn tay trắng xanh của Cúc Huyền để hờ hững trên bàn. Tự dưng anh thèm một ly đá chanh nơi một quán nhỏ dưới bóng mát của các cây có rất nhiều hoa trổ vào mùa hè. Cúc Huyền bỗng nhìn Lũy, cái nhìn len lén ấy làm Lũy hơi lúng túng, tưởng Cúc Huyền biết rõ những ý nghĩ của mình. Một con chim nào đó chợt bay đến đậu ngoài cổng nhà, hót vội vã mấy tiếng, làm sao động cái không khí yên tĩnh nãy giờ. Cúc Huyền nhìn ra cổng, sáng chừng tìm con chim ấy. Một phiến mây trời bay ngang qua đầu những bông giấy đỏ rực. Cổng nhà như sáng hẳn lên trong một thứ ánh sáng huyền ảo của cơn mộng chìm khuất, được ghi lại bằng những trí nhớ. Lũy hỏi, được chứ? Cúc Huyền ngơ ngác, được gì cơ? Đừng nấu cơm trưa nay, mình đưa Hạnh đi chơi.